Một nữ diễn viên và một đạo diễn người Nga đã trở về trái đất sau 12 ngày làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế ISS để ghi hình cho bộ phim đầu tiên trên thế giới được quay trên vũ trụ. Nữ diễn viên Julia Peresil, 37 tuổi và đạo diễn Klim Sipenko, 38 tuổi, đã khởi hành từ sân bay vũ trụ ở Kazakhstan đầu tháng này cùng với phi hành gia kỳ cựu Anton Skablerov để ghi hình cho bộ phim có tựa đề The Challenge, có nghĩa là thử thách. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về một nữ bác sĩ phẫu thuật được đưa lên ISS để cứu một phi hành gia. Phi hành gia Skalarov, 49 tuổi và hai đồng nghiệp người Nga ở trên ISS cũng được mời đóng các vai diễn danh dự trong phim. Sứ mệnh lần này hứa hẹn giúp Nga nối dài những thành tựu vũ trụ đầu tiên trên thế giới. Nếu dự án được thực hiện đúng lịch trình, Nga sẽ là quốc gia đầu tiên có một bộ phim ghi hình trên vũ trụ, vượt qua dự án Hollywood công bố hồi năm ngoái, hứa hẹn sự kết hợp của tài tử Tom Cruise nổi tiếng với loạt phim hành động Nhiệm vụ Bất Khả Thi, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ và công ty vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk. Thưa quý vị, nước Anh sẽ triển khai các biện pháp an ninh để bảo vệ sự an toàn của các nghị sĩ. Đây là thông báo được Bộ trưởng Nội vụ Anh đưa ra sau vụ việc nghị sĩ đảng Bảo thủ Anh David Ames bị sát hại bằng dao khi đang tiếp xúc cử tri. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh đã yêu cầu toàn bộ lực lượng cảnh sát xem xét bố trí an ninh cho các nghị sĩ và mệnh lệnh này có hiệu lực ngay lập tức. Đó là hành động hoàn toàn sai trái và chúng ta không thể để những hành động này cản trở nền dân chủ của chúng ta. Những biện pháp bảo vệ các chính trị gia phải được tiến hành ngay từ bây giờ. Tôi đã có cuộc gặp và thảo luận với Chủ tịch Hạ viện, lãnh đạo lực lượng cảnh sát và đơn vị dịch vụ an ninh để đảm bảo rằng tất cả các biện pháp bảo vệ an ninh cho các chính trị gia phải được thực hiện để họ có thể an tâm cống hiến cho nền dân chủ của chúng ta. Cùng ngày, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tới đặt vòng hoa tại nhà thờ nơi nghị sĩ David Ames bị sát hại. Thủ tướng Boris Johnson nhấn mạnh ông vô cùng sốc và đau lòng khi nghe tin về vụ việc. Trước đó một ngày, nghị sĩ Ames, người theo đường lối ủng hộ Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, đã bị một người đàn ông tấn công bằng nhiều nhát dao dẫn đến tử vong trong khi đang gặp gỡ các cử tri tại một nhà thờ thuộc hạt Essex, phía đông thủ đô London. Cảnh sát Anh ra tuyên bố coi đây là vụ tấn công khủng bố và tiết lộ điều tra ban đầu đã xác định động cơ tiềm tàng của vụ tấn công này liên quan đến chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Vụ tấn công mới nhất này đã gây ra chấn động dư luận tại Anh và làm dấy lên những lo ngại về công tác bảo vệ an ninh dành cho các chính trị gia nước này. Trước đó vào năm 2016, vài ngày trước cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời khỏi EU, nghị sĩ công đảng Joe Scopes đã bị bắn chết. Vào năm 2010, ông Stephen Timms, nghị sĩ công đảng cũng đã bị tấn công bằng dao ngay tại văn phòng bầu cử của mình. Pháp đã tổ chức lễ tưởng niệm một năm ngày giáo viên Samuel Paty bị một phần tử cực đoan sát hại vì đã cho học sinh xem hình biếm họa nhà tiên tri Muhammad trong giờ giảng. Phát biểu tại lễ tưởng niệm ở thủ đô Paris, Thủ tướng Pháp Jean Castex nêu rõ giáo viên Paty là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan, đồng thời khẳng định cái chết của ông sẽ không bao giờ bị lãng quên. Tham gia sự kiện còn có Bộ trưởng Giáo dục Pháp và người thân của nạn nhân. Nhân dịp này, Thủ tướng Pháp cũng đã công bố tấm biển đặt tại cổng vào của Bộ Giáo dục Pháp với dòng chữ khắc tên giáo viên Paty. Đó là quyền tự do ngôn luận, nhưng nó lại trở thành gốc rễ của cuộc tấn công. Chúng ta không được đầu hàng về những gì mà quyền tự do ngôn luận hiện hữu ở đất nước chúng ta, cũng như trên toàn thế giới. Các hoạt động tưởng niệm khác cũng đã được tổ chức tại trường trung học ở vùng ngoại ô Conflans-Sainte-Honorée, nơi giáo viên Samuel Paty từng giảng dạy trước khi bị sát hại. Khoảng 1.000 người, trong đó có các cựu đồng nghiệp và học sinh, đã tham dự một sự kiện khánh thành đài tưởng niệm hình cuốn sách. Bên cạnh đó, tại quê nhà của thầy giáo Paty, vùng ngoại ô thủ đô Paris và Điện Élysée cũng đã tổ chức các buổi tưởng niệm riêng. Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải đoàn kết và chống lại những kẻ gây chia rẽ các giá trị sống. Không ai có quyền làm điều dã man như vậy hay tấn công một người chỉ vì họ nói những gì họ nghĩ. Chúng ta phải bảo vệ điều đó. Thủ phạm sát hại giáo viên Paty, một thanh niên tị nạn gốc Chechnya thuộc Nga, khai nhận động cơ y thực hiện vụ tấn công là để trả thù việc ông cho học sinh xem hình biếm họa nhà tiên tri Muhammad. Sau khi giáo viên Paty bị sát hại, hàng chục nghìn người đã tham gia các cuộc tuần hành trên toàn nước Pháp nhằm phản đối hành động của thủ phạm. Sau khi tập trung tiêm phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng là người trưởng thành, thiếu niên, hiện nhiều nước đang nghiên cứu hoặc đã triển khai tiêm phòng cho trẻ nhỏ từ dưới 11 tuổi. Cùng với tiêm phòng và các biện pháp bảo vệ, dịch COVID-19 đã có chiều hướng giảm ở nhiều nơi và nhiều nước tự tin với chiến lược sống chung với dịch bệnh.
Theo nghiên cứu, trẻ em cũng có nguy cơ mắc bệnh nặng và thực tế tại Mỹ, hơn 540 trẻ em đã chết vì COVID-19. Các chuyên gia y tế tin rằng việc tiêm phòng cho trẻ em là cần thiết để bảo vệ chính các em và giảm sự lây lan sang những người trưởng thành dễ bị tổn thương. Philippines đã bắt đầu tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trong chiến dịch nâng độ bao phủ tiêm chủng trước sự tấn công của biến thể Delta. Không chỉ ở lứa tuổi 12 tới 17, Argentina đã tiêm phòng cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi. Chúng tôi rất mong cả gia đình được tiêm chủng và nhiều người hơn được tiêm chủng. Giờ đây tôi rất vui vì đứa con áp út của tôi đã được tiêm phòng và chỉ còn một cháu nữa là chưa tiêm. Chúng tôi đi làm việc ở bên ngoài nên rất lo sợ sẽ lây bệnh sang cho các con nếu chúng không được tiêm phòng đầy đủ. Các cuộc thăm dò cho thấy khoảng 1/3 các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi trên 12 ở Mỹ ủng hộ việc đưa con mình đi tiêm chủng. Gần 77% trẻ em trên 12 tuổi ở Mỹ đã được tiêm chủng. Chính quyền các bang ở Mỹ đang nhắm đến 28 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 11 và giới chức y tế cũng đang tính toán liều lượng tiêm an toàn cho trẻ nhỏ. Trong khi đó, khi đối tượng tiêm phòng ngày càng mở rộng, nhiều nước như Singapore, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Australia, Mỹ và Israel đã đồng loạt mở cửa và tự tin về chiến lược sống chung với COVID-19. Israel là quốc gia thành công hơn cả khi quán triệt 3 điểm là tiêm mũi tăng cường cho người trên 12 tuổi, đeo khẩu trang và áp dụng thẻ xanh. Theo Thủ tướng Israel Bennett, chính sách quản lý chặt chẽ, thông minh và linh hoạt sẽ cho phép cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Thành phố Melbourne, bang Victoria, Australia được cho là thành phố áp dụng lệnh giãn cách vì COVID-19 lâu nhất trên thế giới, dự kiến sẽ dỡ bỏ lệnh cấm ra khỏi nhà trong tuần tới. Vào ngày 22 tháng 10 tới, khi một số lệnh giãn cách được dỡ bỏ, thành phố 5 triệu dân này của Australia sẽ trải qua tổng cộng 262 ngày, tương đương với 9 tháng trong 6 đợt giãn cách. Các phương tiện truyền thông của Australia cho biết đây là thành phố đóng cửa vì dịch lâu nhất thế giới, vượt qua 234 ngày của Buenos Aires, Argentina. Bầu không khí ở thành phố đã nhộn nhịp từ nhiều ngày trước khi thành phố dỡ giãn cách vì khoảng 70% dân số đã được tiêm vaccine. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Hôm nay là một ngày mà người dân Victoria có thể tự hào về những gì họ đã đạt được. Cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh này. Các cơ sở lưu trú, khách sạn và kinh doanh dù mở cửa trở lại nhưng vẫn bị hạn chế về hoạt động. Việc nới lỏng sẽ được mở rộng thêm, bao gồm việc mở cửa các cửa hàng bán lẻ khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 80% đối với những người đủ tiêu chuẩn tại bang này, dự kiến đạt được chậm nhất là vào ngày 5 tháng 11. Hiện bang Victoria đã ghi nhận 1.838 trường hợp nhiễm COVID-19 mới và 7 trường hợp tử vong. Bang láng giềng New South Wales cũng báo cáo có 301 ca nhiễm và 10 ca tử vong mới. New South Wales cũng đã trải qua 100 ngày đóng cửa liên tục. 80% người dân của bang đã được tiêm chủng đầy đủ. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế Campuchia cho biết nước này đã có 13,57 triệu người được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19, tức là chiếm 84,84%. Trong tổng số 16 triệu dân, trong đó 12,43 triệu người Campuchia đã được tiêm đầy đủ 2 liều, chiếm 77,7%, và 1,28 triệu người đã được tiêm liều tăng cường, chiếm 8%. Trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngày càng được phủ rộng và tình hình dịch bệnh tại Campuchia diễn biến tích cực, Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo nước này có khả năng mở cửa trở lại tất cả các lĩnh vực nếu tình hình lây nhiễm dịch COVID-19 tiếp tục ở mức ổn định trong vòng 10 đến 15 ngày liên tiếp. Thưa quý vị, trong một động thái nhằm khuyến khích khách du lịch tới Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết du khách quốc tế tiêm kết hợp các loại vaccine ngừa COVID-19 do các hãng khác nhau sản xuất vẫn được nhập cảnh Mỹ. Tuy nhiên, CDC Mỹ lưu ý rằng các loại vaccine này phải là các loại vaccine được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA và Tổ chức Y tế Thế giới WHO cấp phép sử dụng. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ thông báo sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại với những người nước ngoài đã được tiêm ngừa COVID-19 đầy đủ. Theo đó, người đến từ hơn 30 quốc gia trong danh sách xanh của Mỹ sẽ được phép nhập cảnh nước này qua các cửa khẩu hàng không và đường bộ từ ngày 8 tháng 11. Thưa quý vị, các sản phẩm chạy bằng năng lượng điện như ô tô, xe bus có lẽ không còn xa lạ gì đối với chúng ta. Thế nhưng mới đây một loại ván lướt sóng chạy bằng điện cũng đã được đưa vào sử dụng tại Tây Ban Nha với mục đích thúc đẩy sự bền vững, tính thân thiện với môi trường của các hoạt động thể thao dưới nước. Ván lướt sóng này là sản phẩm của công ty Bilbao Onion.
được thiết kế để tự lướt trên mặt nước bằng tua bin chạy bằng động cơ điện. Công ty chế tạo thiết bị thể thao này cho biết đây là giải pháp thay thế bền vững để mọi người có thể tham gia các môn thể thao dưới nước ở các hồ cấm động cơ chạy bằng khí đốt. Chúng tôi là công ty sản xuất dụng cụ thể thao chạy hoàn toàn bằng điện. Chúng tôi đang cố gắng tạo ra sự thay đổi trong các môn thể thao như là thể thao dưới nước. Rất nhiều hồ cấm động cơ xăng và đây là giải pháp thay thế để họ có thể tận hưởng các môn thể thao dưới nước một cách thân thiện với môi trường. Để sử dụng chiếc ván này, bạn chỉ cần nhấn nút ở bảng điều khiển nhỏ được gắn sẵn trên cổ tay để điều chỉnh tốc độ và xoay ván theo ý muốn. Sản phẩm thông minh này không chỉ giúp những người đam mê thể thao được thỏa sức trải nghiệm, mà còn là giải pháp thay thế an toàn đối với môi trường. Một người dân Syria đã dành gần một năm để dựng lại mô hình thành cổ Palmyra, một di tích nổi tiếng của Syria đã bị tàn phá nặng nề. Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa, không chỉ giúp tái hiện lại một phần di sản văn hóa thế giới nổi tiếng, mà còn là cơ hội để các thế hệ sau hình dung về thành phố cổ này. Đây là mô hình của thành phố lịch sử Palmyra do ông Ali Antaha, 58 tuổi, người Syria xây dựng. Ông cho biết thành phố này là quê nhà của ông. Ông tôi nói rằng ông thừa hưởng nghề này từ cụ tôi. Ông đã từng phục hồi nhiều công trình di tích tương tự. Ông tự học hỏi và trau dồi các kỹ năng, kinh nghiệm và bắt đầu công việc của riêng mình. Ông Taha đã ở trong xưởng suốt 10 tháng để làm nên mô hình này. Đây được coi như tài liệu chi tiết về thành phố cổ, không gian, hình dạng và mọi thứ. Công trình này giúp chúng ta và thế hệ tương lai hình dung một bức tranh thu nhỏ về thành cổ Palmyra. Thành cổ Palmyra là di sản thế giới đã được UNESCO công nhận nhưng đã bị tổ chức khủng bố Hồi giáo IS tàn phá nặng nề. Ước mơ của ông Antaha là một ngày nào đó được trở lại Palmyra để giúp khôi phục di sản thế giới này.